Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu cho các bạn. Vậy như vậy là con sâu sừng của mình đã tô được xong nha. Vậy là video đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đây nha, đây là ba màu mình đã vừa sọc vàng nha. Nhớ đây là ba màu mình vừa sọc vàng. Tiếp tục là mình sẽ sọc màu đỏ. Mình sẽ sọc màu đỏ đây nha. 10 giờ rồi, nghỉ đi. Nhớ, anh ơi. Như vậy là con vợ của mình đã tô được xong. Đi phai mê. Đây là kết thúc rồi. Có lúc sau mình đã tô được xong. Vậy là đến đây là kết thúc rồi. Mẹ ơi, còn mấy cơm mình. Lâu lắm rồi. Lâu lắm chừng già gì nè. 11 con rồi, 11 con rồi bác hay là 12 con rồi. Bố mẹ 13 đi. Có tiền. Không có tiền. Đang leo cũng leo 11, đang 12 con rồi đang còn 50 bác này. Cầm mắt to nhau nó đi à. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ cho màu. Nhà khoa học nha, hôm nay mình sẽ cho màu. Em vẫn thích con mình một cò lò, con mình hai cò lò thôi. Nhìn nó vẫn thích ra, nhìn nó vẫn cuốn thôi. Nó không có tiền, nhưng mà không có tiền. Cuốn thì cuốn thôi, không có tiền. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu cá lồng cho các bạn xem nha. Rồi đây nha, bây giờ mình sẽ nối chiếc màu của mình lại với nhau. Đi pha như vậy. Nếu anh chạy cho anh đi. Hôm nay mình sẽ tô màu con cá chép cho các bạn nha. Vai. Nhìn thấy anh. Chị lại để dịp quay cho rồi đấy. Không. Dạ. Chị phải vào xong đi để mua mặt nạ. Mặt nạ. Kìa. Rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn.
và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô bò nhé.
màu son như thế.